Bác kẻ chém vợ trọng thương rồi trốn vào rừng xảy ra mâu thuẫn giáo cầm dao vào phòng ngủ chém trúng đỉnh đầu vợ nạn nhân bỏ chạy ra ngoài thì bị anh ta tiếp tục chém trúng tay phải và bả vai tối mùng 5 tháng 9, đinh xuân giáo 42 tuổi thường trú thôn lạc thiện xã minh hóa huyện minh hóa quảng bình xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị dttl 48 tuổi thấy giáo cầm dao vào phòng ngủ chị l đứng dậy liền bị anh ta chém trúng đỉnh đầu nạn nhân bỏ chạy ra ngoài thì bị người chồng tiếp tục chém trúng tay phải và bả vai bị chém liên tiếp nhiều nhát nhưng chị L vẫn bỏ chạy rồi tri hô mọi người ứng cứu. Sau khi gây án, giáo đã cầm theo dao rời khỏi hiện trường và lẩn trốn vào khu vực rừng cao su gần đó. Nhận được tin báo, công an huyện Bố Trạch huy động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu và triển khai nhiều tổ truy bắt người gây án. Sau gần 1 giờ, lực lượng chức năng đã bắt được Đinh Xuân Giáo, theo Thanh Hiếu veo, Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.